Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình xin giới thiệu với mọi người đây là đèn pha cầm tay hoặc là mình có dùng để mình gắn trên nóc tàu cano còn được ha. Thì đèn là đèn halogen xenon, sáng cực kỳ. Có thể sử dụng điện 12V hoặc là thay bóng 24V đều được ha. Thì hôm nay mình thu thập cho mọi người coi. Đèn này mọi người có thể thấy rất là nhiều trên các loại tàu cano hoặc là máy công trình ha. Rất là to, rất là ok. Sáng bóng cực kỳ. Đây. Rất là cứng cáp nha mọi người. Đây là bài làm bằng thủy tinh này. Bên trong có cái đèn halogen xenon nha. Có thể thay bóng 12 hoặc 24V đều được. Mọi người có thể coi ở đây ha. Một số kỹ thuật làm bằng thủy tinh nha mọi người. Đẹp cực kỳ. Ok. Chất liệu bên ngoài là bằng nhựa. Có cái gá đỡ như thế này. Thì mình đắp mình soi như thế này, có thể cầm tay hoặc là mình gắn lên trên cái nóc tàu cano đều được ha. Thì mọi người có nhu cầu thì cứ liên hệ với số điện thoại mô tả ở trong video hoặc là đặt ngay đường link bên dưới luôn cho tiện lợi ha. Cảm ơn tất cả mọi người.